hay cái chỗ là sau khi xem Facebook, Lê Tuấn Anh là lúc trước là gặp mình là 120 mấy ký, 27 ký. Và bây giờ thì còn bao nhiêu? 78 ký. 78 ký tuyệt đời giờ. Không vấn tin. Đề là bây giờ cho... Không tin không được nha. Tin đâu? Không tin không được chứ. Tin không được hả? Sau khi đi thăm anh Chí Tài về và giải quyết cái bụng, ăn một miếng gì đó cho đến nó là quyết định ăn món phở trộn rất là tuyệt vời, ngon. Bây giờ là thăm những người anh, những người bạn, đó là người anh nghệ sĩ Minh Hoàng, người bạn đó là Lê Tuấn Anh, chồng của Hồng Dân, hẹn nhau ở quán cà phê. Bao lâu rồi anh chưa qua? Kính lịch đó, cũng lâu lắm rồi đó. Lâu rồi hả? Cả năm ha. Dạ, chắc cỡ đó đó. Lâu rồi. Mà đi lần này vui, đầy đủ nhiều. Được gặp nhiều người. Nhiều, gặp anh Tuấn Anh là vui rồi. Hồi xưa anh Tuấn Anh là nổi tiếng cái phim gì em quên này. Nhiều, Lệnh Truy Nã. Lệnh Truy Nã. Nhiều phim lắm. Đóng vai Thái Salem rất là ấn tượng nha. Và đặc biệt là ở đây là mình cũng chia sẻ là mình bữa có nói chuyện với Tuấn Anh là cũng không tin là mọi người thấy là Tuấn Anh đang nghe nói 120 mấy ký và bữa nay nghe nói xuống là còn mất hết 50 ký, còn 70 mấy ký. Bây giờ mình mà phải gặp để giảm cân biết coi thử Tuấn Anh bằng cách nào giảm cân ra sao, cứ chia sẻ cùng cả nhà. Mình cũng sắp sửa tới rồi đó. Anh em chúng tôi đã tới quán cà phê, bắt đầu đi vô quán cà phê. Có YouTuber xuất hiện. YouTuber là chuyên nghiệp, là đầu tư dữ quá. YouTuber đầu tư dữ. Ngon lành không? Chủ yếu anh em chúng tôi là cà phê. Thứ nhất là hỏi thăm Lê Tuấn Anh, thứ nhì là hỏi thăm anh Minh Hoàng. Đó, cái vấn đề ở đây là hay cái chỗ là sau khi xem Facebook, Lê Tuấn Anh là lúc trước là gặp mình là 120 mấy ký, 27 ký. Và bây giờ thì còn bao nhiêu? 78 ký. 78 ký tuyệt đời giờ. Không vấn tin. Đề là bây giờ cho... Không tin không được nha. Tin đâu? Không tin không được chứ. Tin không được hả? Anh cũng rất ngạc nhiên tại vì anh cũng là 20 mấy năm xưa, vấn đề là... Ngày xưa hỏi nó cái vụ mình ăn nè, vô thất nè. Không? Thật ra ngày xưa anh nghĩ là lính cái mức đó anh Hoàng công nhận không? Mà không bao giờ nghĩ là mình xuống được. Xuống được. Không thể nào xuống được, mệt lắm. Nhưng mà thật ra đi mà ngồi một chỗ trong thở thôi mình thấy cũng thấy mệt nữa. Đi tới đi lui rất là làm biến di chuyển. Một tuần lễ mình xuống được 3,5 kg nhưng mà bây giờ lúc đó là mình nghĩ mình sợ chứ hiểu không? Sợ đột quỵ. Lúc đó bắt đầu mình nghĩ đến cái sức khỏe nó xuống quá. Nó đâu có quan trọng ví dụ nhan sắc của mẹ gì đúng không? Nói vậy, cái đây 30 năm có không? Cái đó hồi đó khác. Với lại hồi đó nó tự đẹp, tự đẹp. Em dạ còn như... nhớ nha, hai vợ chồng, ông bà nói tao ngủ cái giường là king size không? Phải em giường bà, đặt riêng cho ông mua không có, không, phải đặt giường. Chứ giường. không có giường nào vừa, phải đặt. Cái giường với cái đệm là... Phải đặt. Đặt riêng. Custom á, custom lấy. Không, nhưng mà hồi xưa á, từ hồi xưa đâu có thích rồi, bự. Nhưng mà phải nói là lúc đó mình không biết là cách nào mình xuống, cũng muốn kiêng ăn cũng ấy này nọ dữ lắm mà không đúng đích. Phải nói là vợ anh á, Dân á, là cổ theo trước. À, lúc đó mình không tin, cái mình đi thử cho đến đó, chỗ đó là 24 Hai Bà Trưng. Cái trung tâm nó tên là Vanity. Vanity thì cái cặp vợ chồng đó, hai đứa đó nó rất là trẻ mà rất là hiền lành dễ thương. Nói chuyện này nọ mình thấy, mình nhận thấy rằng người ta ok, là mình nhìn về cái cảm giác của mình á. Xong đến xong là nó cũng kiểm tra sức khỏe này nọ ra, bắt đầu nó tư vấn cho mình. Rồi cái nó cũng nói trước là cái này là một cái phương pháp rất là mới từ bên anh ấy ra. Thì lúc đó là bắt đầu mình mới ra thì nó xem tất cả những cái chỉ số của mình á, đưa ra cái phác đồ. Cái phác đồ thì bắt đầu mình theo. Thì lúc đầu là mình bán tính bán nghi. Nhưng mà rõ ràng là nó có chiều hướng xuống. Không có kiêng gì. Mày thì ăn nhậu mà vẫn ăn nhậu bình thường vẫn lấy ra, nhưng mà tự nhiên á, cái khi mà theo cái phác đồ đó với lại dùng cái thuốc đó là tự nhiên mình ăn á, là mình bắt đầu mình ăn đến một chút xíu là mình cảm giác mình no.
cái là cái hay là nó tiêu hủy cái mỡ trong cái cơ thể mình, với lại đó lấy cái mỡ trong cơ thể mình để nó nuôi cơ thể mình, nó lấy nó xài á, nó không tích tụ nữa thì là bắt đầu mình thấy ấy ra thì bắt đầu nó xuống, nó xuống cái lại ăn ấy là tự nhiên mình cảm giác là mình ăn chút xíu là mình không muốn ăn nữa, không muốn ăn nữa, bắt đầu nó xuống. Thực ra là cái tập á là người ta cũng không khuyên, người ta cũng không phải là người ta ép mình tập, nhưng mà tự nhiên lúc mình xuống được rồi á, tự nhiên mình có động lực, bắt đầu lúc đó tao lại thích tập, bắt đầu mình tập mình nghĩ là chắc chắn là khi mình xuống ký là cái da mình nó sẽ nhăn, nó sẽ bị chảy, nó bị không có đàn hồi, bắt đầu tập ghê lắm. Đó, sáng mình ngủ dậy là bắt đầu mình tập hơn tiếng hồ. Đó, tập ngày xưa mua cái gì 24 giờ fitness nè. Đó. Mà ta tập đúng lần, mua thẻ nguyên năm tập đúng lần. Năm hồ là mới vô hoài. Cái về nhà giờ mình kêu là mình phải tập. Cái mình kiên trì tập sáng xong tập tối. Cái quan trọng nhất là không ăn, hạn chế tối đa, nếu có đi tiệc tùng gì cũng vậy. Hạn chế tối đa sẽ ăn sau 6 giờ tối. Sau 6 giờ tối là cái cơ thể mình lúc đó là nó bắt đầu nó nghỉ dưỡng. Các cụ ngày xưa ấy, ngày có 5 canh đúng không? Đó. Thì canh 1 bắt đầu từ mấy giờ? 7 giờ tới 9 giờ. Là ngày xưa canh 1 là các cụ đi ngủ rồi. Đúng không? Theo cái quy luật của tạo hóa xưa nay á, theo cái ấy ra là cái giờ đó, giờ sau cái sau ngủ. Cái sau văn minh lên rồi thì tụi mình bắt đầu quên hết cái khái niệm giờ giấc giống như xưa. Canh năm là từ 3 giờ tới 5 giờ. Wow. Thì là sau 6 giờ, thực ra phương Đông với phương Tây nó đều có chung cái mò mà giống nhau đó. Đó. Thì khi mà ấy như vậy là bắt đầu lúc đầu sau 6 giờ mà anh em mình là thói quen thức khuya. Thì tối nó đói chứ. Đói kiếm cái gì hả? Đói, nhưng mà lúc đó là mà mình cố gắng mình hạn chế. Thì xong rồi quen. Biết cái nó quen. Bắt đầu và cái quá trình mình tập á là mình hoàn toàn cái da, bây giờ các bạn nhìn thấy mình da mình ok. Ốm dài mà không có nhan, không có nhan. Đó, cái mình theo cái liệu trình đó khoảng một thời gian khoảng gần 5-6 tháng. Nửa năm à? Không đến 5-6 tháng đâu, nhưng mà sau đó là lúc mình về thì mình cũng duy trì. Cái lại mình chế độ ăn uống, tự mình kiểm soát cái cân nặng. Đó. Mà phải nói là rất khỏe luôn. Bây giờ nó tốt về nhiều thứ. Mà tập mình tập cái gì? Tập về cái gì? Tôi tập thứ nhất là tôi nhảy dây nè. Tôi hít đất nè. Đó. Tôi tập tạ tay. Tạ tay. Đó. Rồi có hồi đó cái cô em là Thảo á, Uyên Thảo á, ngày xưa nó mới ấy ra, mà ngày xưa ở Việt Nam mình mua cái máy rung biết không? Cái đai ngang nghe nói. Không, cái đai ngang, cái máy chịu được. Cái máy đứng rồi. Thật ra ngày xưa ta mua biết bao nhiêu lần cái đó, ta mua ở Sài Gòn, ta mua ở cái Long Hải, nhưng mà có bao giờ ấy đâu. Nhưng mà cái máy đó rất là hay luôn. Bây giờ ngày nào tôi cũng đứng trên đó thì còn. Nó rung gì vậy? Nó rung, nó nhiều chế độ lắm mà. Lúc đầu á không, cái loại mới anh, cái miếng nó rung như nó chỉ nó rung không hết cái người. Cái rung đó kia là massage bụng, còn cái này nó rung á nguyên thân hải luôn. Lúc đầu là tôi cũng nghĩ là cái này nó tào lao, nhưng mà cái nó cũng rất good nha, nó giúp cho cái da mình á nó săn. Là ngày nào giờ mình cứ mở tivi lên mình coi đứng xong đó là mình đứng đó mình ấy, xong đứng ngồi chống tay. Tao ngồi tao chống tay xuống, tao ấy ra hít đất trên cái đó luôn. Thì đó, bây giờ mình có cái gì mình chia sẻ cho ăn cái gì buổi nào chính ăn. Nói chung á là ăn mình không hề kiêng cự gì hết, thích là cái ăn thôi, nhưng mà ăn nó nhiều phần, giống như ăn phở nãy đi thì mình cũng đâu ăn hết đâu, mà những chừa lại mình cũng không ăn hết, nhưng mà ăn thấy nó vừa đủ no là được rồi. Tức là buổi sáng buổi trưa là sáng trưa, nhưng mà chiều tối là mình ăn nhẹ thôi. Vấn đề quan trọng từ 6 giờ cho đi không ăn. Không ăn được. Rồi, cái đó là quan trọng. Bỏ đói thì... Năm ngoái qua đây là gặp anh Tuấn lúc đó là trăm mấy chục ký hả? 127 ký. Thấy không?
giật đồ của ông chạy, ông nói thôi mất luôn kệ đi, chứ giờ mà coi giật cái quẹt thì ông dí theo tới nơi luôn. Giờ chạy ngon rồi. Ngon rồi đó. Không, nhưng mà nếu mà sau này á, ví dụ mình bớt tập lại thì nó có lên ký lại không? Không phải anh, bây giờ em sợ lên ký lắm, mà nói thiệt là mình thấy ví dụ nó hơi nhất cái gì đó mình control liền. À, với lại sáng á, ngày xưa là mình thu cái cân, bây giờ nữa là sáng ngày nào cân, ngủ dậy là cân, xong rồi tối trước khi ngủ cũng cân cân hả, à, cân xong rồi là mình thấy nó xê dịch không nhiều đâu, ok vậy là nó nhức lên 100 gram là phải tính rồi. Biết sao bây giờ mình tập nó quen rồi, không tập á là thấy người nó khó chịu luôn. Đây không hay Cường yêu đi á, là đi diễn đi viết là thì đó, cố gắng nhiều đó. Cái đó cố gắng rồi, nhưng mà thực ra bây giờ vừa rồi ấy, mình đi kiểm tra bên này qua đây, mình kiểm tra tết lại các chỉ số sức khỏe. Ngày xưa là nó tim mạch nè, mỡ máu mỡ ấy ra rồi, đường đúng rồi, cái đường chỉ số nó về ok hết. Mỗi lần nha, mỗi chích đường nè có 6,2 à, chích đường 6,2 là chưa có bị, 6,2 là chưa có chớm thôi, chớm 6,2 là bắt đầu 6,5 mới bắt đầu là chớm. Mà nó mỗi lần đi khám tổng quát về là nào là ngưng thuốc nè, ông đổi hút thuốc rồi, đổi thuốc đủ trò đó. Bây giờ ông tập này ông hút liên tục cũng bình thường, chỉ số đi khám lại là ok. Đúng không? Là do cái bắt đầu mình khỏe. Rồi bớt ăn tối lại. Hả? Anh bây giờ là 7 giờ là cũng đâu ăn. Phải không? 7 giờ không ăn. Xong qua 12 giờ đi dành tô mì gói của người ta. Mì gói gì đã ăn gói rồi. Đừng ăn trước anh mặt. Nhà là ăn ốm yêu à. Ê, cái mì gói là mập lắm á nha. Đúng rồi, cái tinh bột nó. Ốc miêu là good. Cái tinh bột nó miêu được. Sáng á, mày ăn sáng á là chơi ốc miêu với sữa không đường. Đó. Với lại quất táo. Đó. Bên này táo ngon mà rẻ. Rẻ. Cái ông bác sĩ anh mình chơi với bé thân với cái anh bác sĩ gia đình ha. Ừ. Anh nói là cái câu ngạn ngữ như bên này nè. Là mỗi ngày ăn một trái táo là bác sĩ không có việc làm. Ừ. Cái trái táo mỗi ngày ăn trái một đến hai trái rất tốt. Cái dinh dưỡng nào của nó. Đó, cái trái táo nha. Tóc bạc đen lại nè, anh Hoàng làm đi để cho. Thế tóc à tóc cái con quên cái vụ này. Em cái tóc của anh là em sững sờ luôn. Rồi mình cũng đang ngạc nhiên là mình thấy gần đây là bắt đen, đầu tóc đen hẳn lại. Ok, cho chúng ta này cho làm mình bất ngờ luôn. Nhưng mà sức khuya nhiều tóc bạc. Đúng rồi, đúng rồi. Anh ít gặp ổng, còn em gặp. Nhưng mà bây giờ nè, nó trắng phiếu nè. Năm ngoái nè, bây giờ nó đen. Tao gặp nhưng mà nó có mọc nhiều không? Ngày nào ra cà phê. Nếu nhiều, nhiều thì phải chỉ anh gì anh. Không ngờ. Không, nhưng mà phải nói là nó chắc là cái nó cũng thay đổi về cái cơ địa đó. Đúng rồi, thay đổi chứ. Đúng rồi. Cái máu sao vậy? Xuống tới 50kg là khủng khiếp mấy bộ. Nha. Xuống 57kg đã ghê rồi. Có nhiều người gặp mình á. Có bệnh gì không đúng không? À, thiệt mặt, em lúc đầu không quản một. Mặt lúc đầu đâu. Liên quan lọc đâu. Lúc là chia sẻ. Đây do liên lọc nè. À, sao em dạo này có khỏe không? Có bị cái gì không em? Vũ khí hạng nặng. Chỉ số đường anh lên. Vũ khí hạng nặng. Tại có bị tiểu đường. Lên. Không, tiểu đường. Có mười mấy năm rồi. Đấy rồi. Uống thuốc thường. Chấm nước sôi vô. Chung sống với lũ. Uống riết mười. Chưa ra, chưa ra ha. Mỗi lần mà không, ai tiểu đường bê, nó mới cho nó nở cà bê con thành công mà chủ trì của chùa Vĩnh Nghiêm á, ai mà tiểu đường nói chúc mừng gia nhập câu lạc bộ Đường Tăng. Đường Tăng à? Câu lạc bộ Đường Tăng. Thực ra cái này mình nghĩ á, là cái nếu bởi vì cái bệnh mập á, bệnh phát phì á, là rất là nhiều người, không chỉ có người Việt Nam mà rất là nhiều người, mà mình cũng bất ngờ bởi vì cái những cái gì nó đem lại cho mình. Thực ra tao cái quan trọng nhất là cái sức khỏe thôi. Nếu mà anh làm cái hòn nó bổ á, nó lớn bằng cái chỗ cái kìa. Thấy rồi. Mình tao làm một mình anh từ A tới Z. Nó đào đất rồi ý ra xi măng mang giác đi đàn đường điện đường nước rồi á đó. Mà ngày xưa tao hỏi mày cái bao 90 bao á dễ gì giác nội đúng không anh, chuyện nhỏ rồi. Quên hả? Có cái chia sẻ nữa, mình tới cái chỗ gì là làm là tiền bạc sao cái đó một nó là chú giảm 10% cơ thể là giá như 7 mấy triệu à. Đó, một phát đồ
xuống 10% cơ thể. Với lại mỗi người nó cái cơ địa nó khác nhau. Thì bây giờ là anh đó, là xuống 40% rồi đó. Cái chỗ đó bây giờ là xuống 40% cơ thể. Người ta tìm thấy cũng nhiều lắm. Ngày xưa ông 128. Phải nói là sau khi 28. Sau khi mình live stream lần trước đưa lên một phát á, bà con nhìn mình ngỡ ngàng. Bởi vì nó coi hình chụp mới xài tưởng xài app. Mà đời đời tôi có bao giờ tôi xài app. Không, cứ tưởng là anh bị bệnh gì đó làm cho tụt người á. Tưởng là bị tiểu đường em xuống. Em kề cận anh mấy dùng năm mà còn giật mình đừng nói gì đâu. Thấy ổng chỗ đưa cái hình của bạn lên chơi với ổng. Tao mày thằng Lộc. Kim Tiểu Long. Thì đó. Lên năm ngoái đó. Còn thấy gớm. Thì hôm năm ngoái Tết về đầu gặp 2 năm rồi đó anh. Gặp Hồng Dân cũng đã không biết cái đợt tới như này anh vẫn còn rồi. Không, tôi nói thật là cũng phải cảm ơn cái chỗ đó. Thật ra lúc đó không phải cảm ơn bạn cùng phòng chứ. Đúng rồi, thì cái đó là mình đợt trước live stream mình nói phải nói cảm đúng ơn. Đúng rồi, chưa tin bả. Lúc đầu là mình thực sự là mình không tin. Không tin cái đúng nào á. Nhiều người không tin. Làm gì có gì thần thánh vậy? Nhưng mà bây giờ thấy rồi thì sẽ nhiều người làm theo. Người ta tin là chuyện đó có thể làm được. Không, cái này á, cái này cũng phải có sự kiên trì. Bởi vì á, mình dùng cái thuốc đó xong á, là khi mình ăn á, có nhiều người sẽ bị cảm giác cái buồn ói. Ói không muốn ăn nữa, làm cho mình ngán. Nó giống như làm đầy bao tử vậy ha. Mà cái bên đó, bây giờ bên Mỹ cũng có cái đó rồi, nó cho phép lưu hành. Ai chờ đá nha. Tay nói nha. Chung cái gì cũng vậy mà quan trọng là mình phải vượt qua chính bản thân mình. Đúng rồi, thành viên đó quan trọng. Maradona nó không biết liệu pháp này chứ biết rồi đó là làm rồi. Maradona trời ơi nhìn mới như một cái khối tròn. Ông là ông đại phẫu thuật luôn mà ông phải đại phẫu thuật để ông cắt bớt. Ông nói thật sự ra chứ cái một người ốm mà muốn mập lên nó dễ. Đúng rồi đúng rồi. Chứ một người mập mà muốn ốm xuống cực kỳ khó. Quá khó. Dạ. Ngày xưa tao nói mày tao đâu có nhu cầu đẹp thì muốn xuống thôi, quần áo đồ mới đi dục mày nó hết thay đổi hết. Bây giờ áo là size M, quần 33. Wow. Được đó là king size đó. Ngày xưa size 42 là XL á. Em 30 anh là ít lớn, 7X luôn hả? Công ty này của nước ngoài đúng không anh? Bên Anh về. Bên Anh về. Bác sĩ người Việt. Người sống bên Anh. Nhiều khi cứ lo đi kiếm tiền, kiếm tiết đủ thứ hết á. Cái sức khỏe chủ quan. Cứ nghĩ đi. Cứ nghĩ đi. Sống nay chết mai. Cái hay cái này là có cái đà. Có thể là 10% cơ thể lúc đầu á, mình nghĩ xuống không bao nhiêu. Nhưng mà đó là cái đà. Nó làm cho mình có động lực. Nó là cái đà để cho mình đi xuống. Mà đâu mình thấy nó xuống rồi. Bắt đầu mình mới có cái gọi là cái động lực. Khi mà tôi thấy bắt đầu rõ ràng mình xuống, bắt đầu quần thấy rộng dần bắt đầu á mình thiệt rồi nếu mà mình kiên trì mình tập á là quất luôn. Thanh Lộc có thể là cũng khó lắm á, là thằng Quách Hồ Ninh nữa đó, nên dắt em vô đó, nên cũng nửa tháng đó mà một tuần nó sẽ rớt 3,5 kg đó. Nó là uống nước mà nó mệt lắm, không tập nó mệt lắm, nó cũng đâu có ăn uống gì đâu, rồi sau đó bắt đầu ăn lại cũng không được cho phép ăn 6 giờ trên qua sáu giờ. Lại là này Ngọc Sơn mà bây giờ chanh. Anh Cường chanh được anh Ngọc Sơn bao tử với mẹ bây không sớm, tại vì cái bao tử mình đâu làm việc đâu chơi quyền liền nước chanh nóng vậy đâu co bóp đâu nó nằm không. Chỗ cái uống nước chanh đi ăn buổi sáng xong một tuần là anh uống nước nhão cháo giống cháo nhão từ mấy cháu đặt ba hai cháu ba cho ngày thứ tư mới bắt đầu ăn cơm mày là mày nên vậy cực quá ha sáng nó cực quá chanh cái mật ong chanh mật ong đúng rồi nhưng mà cái bài thuốc rất hay sức khỏe nó kém chanh mật ong những cái lúc nếu mà chưa uống cái nên uống đâu có ăn đúng rồi ông đâu làm em nhưng mà buổi sáng nè buổi sáng cái bột sắn là cái giác khác đừng có xúc miệng buổi sáng mua chanh mật ong thử miêu để nhà xong chanh với mật ong nước nhiều vô ăn sáng đủ mật ong với gừng đó không? Mà ở đây nó bán là ông chắc không? Đó, ăn sáng uống miêu, đủ và ông xong xuôi đi tập thể dục. Nó thành lập cơ thể. Đổ nước sôi vô cái... Đó, có một hai người là chỉ số đường xuống hẳn. Mặt này đẹp lắm nha, cái biết không vậy? Mặt này đẹp đó. Cường bây giờ cường mịn rồi. Cường mịn, cường mịn. Ca sĩ Hương Thủy đặt là cường mịn mà, anh cường mịn. Hôm nay như cường da dẻ đẹp quá trời. Thời gian qua là nhịn cái 20 mấy năm liền không? Hồi đó nhịn là năm 99. Bữa nay bụng mình nhỏ hơn bụng cường nhỏ hơn. Đó, nhưng chia sẻ rất là thú vị. Cái bông chỉ tôi một chiêu cũng xuống mà tôi qua là 72 kg.
Yeah. Chứ Phong đưa tôi vô chùa chỗ ông thầy đó, ở ăn đồ chay không, thuộc xuống 10 kg xuống. Không, vô chùa ăn đồ chay cũng là bây giờ có một cái rất là đơn giản là anh em mình thì nó nói chung là hay khoái ăn đồ mặn đúng không? Đúng rồi. Nhưng bây giờ thử hỏi với con tê giác đi, nó ăn gì? Hả? Con bò ăn gì? Hả? Con trâu con bò nó ăn gì? Nó ăn cỏ không? Xuống, hồi trước em lên lắm, anh Hoàng nói cái em xuống. Em lên Đà Lạt mua nhà nên kêu xuống, em xuống dưới Sài Gòn mà ở lại. Xuống luôn hả? Xuống luôn. Thật ra đang ở vùng cao. Kêu xuống là xuống. Là nó tứ khoái, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ tự nhiên ăn uống là một trong những cái thú vui của cuộc đời. Mà là phải tự nhiên ấy ra thì nó cũng hơi phiêu. Nhưng mà không mà á, nên hạn chế. Không, anh Tấn em lại có cái ngộ đó vậy. Cái mặn là nước mắm là muốn. Sáng vậy anh nói dậy đi làm á, ở Việt Nam. Nó đi ăn sáng. Chạy thấy gì vô ăn chứ bây giờ mình miệng mà thèm này phải đi kiếm đi ăn. Nên thì cái chuyện mà cái ăn này ngân giảm em dễ lắm. Còn mày uống đá không? Sao bị khổ. Chia sẻ giảm khí rất là thú vị do Lê Thứ Anh đã truyền lại cho chúng ta. Có địa chỉ rồi và có cách thức rồi, mua máy về lắc. Rồi sau đó 6 giờ trở đi là không được. Cái quan trọng là cái ý chí là cái quan trọng nhất. Ý chí vượt qua chính mình là quan trọng nhất. Vì thằng Quang Phúc á, Phúc Violin á, nghe ông chỉ. Bình thường nó ra cà phê không bao giờ ăn sáng. Xong em qua cà phê mỗi em ăn sáng không? Em ăn rồi mới ăn hồi nào 7 giờ. Hỏi sao gì? Hôm qua ông Tuấn Anh ông chỉ em là sau 6 giờ đừng ăn. Ủa mẹ, đứa khuya em đói quá. Ba có sáng xong. Em đi lục mì gói nhà không có mì gói ăn. Không vượt qua chính mấy hôm qua đây em kêu đồ ăn em ăn chứ. Đói nó ăn theo ổng. 6 giờ thằng Phúc vào liên á. Ông chỉ nó sau 6 giờ không được ăn. Nó cũng nhịn. Xong giữa khuya đói quá. 2-3 giờ sáng không ăn được. 6 giờ sáng có mặt đây kêu 2 tô. Ăn bù hả? Ăn bù bù. Mày là tốt nhất. Trời ơi thằng Quang Phúc mà bây giờ mà nó ngồi xuống mà nó xếp bằng một cái tưởng tượng như cái tivi màu 14 inch vậy. Má đồng hồ vô đây ấy là chưa đi cắt. Rộng mà. À, rộng luôn hả? Rộng. Quá rộng luôn á. Mấy anh em cũng lâu lắm rồi, mà bây giờ gặp lại chia sẻ rất là thú vị. Cảm ơn Lê Tuấn Anh, cảm ơn anh Minh Hoàng, cảm ơn Ri, cảm ơn Giáp Phong, Lê Lộc, Lê Tuấn, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại cả nhà. Ok, vì cũng đã xong một cái clip, anh Tuấn Anh đã chia sẻ cái kinh nghiệm mà anh đã giảm cân như thế nào. Thôi em cũng xin chấm dứt cái video tại đây nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường TV, chia sẻ niềm vui và dấu sóng. Video mới phát lúc 20 giờ tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Xin kính mời quý vị đón xem và giới thiệu nhiều người cùng xem.